người, mình là Minh Trang và trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa thì mình sẽ đảm nhận vai Thanh Trúc. Chị Thảo đạo diễn đã nhắn cho Trang một cái tin mà mình cảm thấy là rất là xúc động. Nói là chị nghĩ là em phù hợp với cái vai diễn này và chị nghĩ là nó nhất định sẽ phải là em. Nhân vật Trúc này cũng là một cái cô gái thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu thốn tình thương nên là cô bé luôn luôn cần một chỗ dựa cho mình. Mình và chị Thảo đã mất tới một tháng và gặp nhau này, phân tích này, làm việc với nhân vật này. Rồi mình với cả anh Dư, có nghĩa là anh Luân á, cũng phải tìm hiểu và gặp nhau rất nhiều để bàn về nhân vật, phải tập qua tất cả các scene để nhớ hết thoại và cảm xúc ở trong đó. Trong phim này có một khó khăn với em là tuyến nhân vật phụ nên là để sắp xếp lịch giữa tất cả mọi người á thì lịch sẽ giống như kiểu em sẽ được đóng 1-2 ngày trong vòng 1 tháng, sau em nghỉ đến 1 tháng sau em mới quay tiếp. Và cái việc mỗi một lần quay lại 1-2 ngày như vậy lấy cảm xúc nhân vật quá khó. Có hai cảnh, một là cảnh ba của em nhập viện mà mất nhưng em không được vào thăm ba. Lúc đó em đã nghĩ ở nhà là em rất là nhớ bố của mình á. Lúc đó em đã rất là xúc động. Cái vai diễn đó, cái cảnh đó là cái cảnh đầu tiên, em không có quan tâm nó đẹp hay không. Em muốn thể hiện cho mọi người cái nỗi đau một cái cách thật nhất. Em cảm thấy rất hài lòng về cái cảnh đó. Và một cảnh nữa là khi mà bạn trai của em, cái người mà hôm nay là cái ngày cưới, em thử váy cô dâu rồi mà bạn nó lại đi lấy một người kết hôn, một người con gái khác và em vô tình đến. Em đã phi xe ô tô, đâm thẳng xuống ruộng, sau lúc đó em ngồi khóc và chửi bạn đó một cách rất là uất ức. Thì cái cảnh đấy anh Luân và chị Thảo đã giúp em rất là nhiều. Mọi người giúp em lấy tâm lý, giúp em nghĩ về những cái chuyện đã qua của mình để mỗi một cái câu chửi lên nó vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương. Em nghĩ đấy là một cái cảnh rất là ấn tượng trong suốt quá trình quay của em. Thực ra cái tình cảm của Trúc với Dư nó sẽ làm mọi người hơi mệt ấy, bởi vì sẽ cứ hòa hợp rồi lại tan rã, hòa hợp lại tan rã rất nhiều lần. Nhưng bản thân em hiểu cảm giác này và em từng trải qua rồi. Khi mình yêu một cái người đó thật lòng á, đôi khi mình biết là nó sẽ làm cho mình đau lòng nhưng mình vẫn mong người ta nói thật với mình và vẫn mong người ta mở lời, vì cái mà mình cần chỉ là một câu mở lời để hai đứa có thể tiếp tục đến với nhau thôi. Thì Trúc với Dư là như vậy. Nó là một cái gì đó rất là trắc trở, nó ám mà và trong em luôn á. Nghĩa là nhiều lúc mà đêm về mà mình cứ suy nghĩ về cái nhân vật đó mình không thoát ra được, bởi vì quá nhiều lần chia tay mà bọn em phải làm sao ở mỗi một lần chia ly rồi quay lại nó sẽ cảm xúc nó sẽ tăng dần lên á, chứ nó không bị kiểu cứ cãi nhau quay lại không bị kiểu một màu nhạt nhẽo. Nên là em nghĩ mấy cái đấy khó, rất khó luôn á. Ban đầu Luân nghĩ á, lúc mà Luân đọc kịch bản á, Luân cũng không nghĩ là cái vai này nó nặng đến mức như vậy. Có những cái nội tâm sâu xé nổi từ bé đến những cái khao khát có được cái tình cảm gia đình, tình cảm bố mẹ, mà còn nội tâm khi mà cậu phải đối diện với những cái sự chất vấn, cái sự thật mà cậu ấy không hề chấp nhận. Cậu ấy cũng không có phải là một người mà quá mạnh mẽ khi mà phải đối diện với việc là cậu ấy vừa yêu một người con gái mà lại vô tình có thai một người con gái khác. Một bộ phim mà mình lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này đó là cảm giác làm bố đó. Rồi thêm một cái đầu tiên nữa là đầu tiên vướng vào chuyện tình tay ba, người yêu còn một người là có con với mình. Thật sự là nó quá rối và nó có nghĩa là nếu như mình nhập vô thì thật sự nó rối thật á mọi người. Mình chỉ cảm giác như là mình không biết phải giải quyết vấn đề làm sao, mà giờ cũng giống như kiểu mình chỉ muốn đập đầu vào tường, mình ra đường cho xe đụng cho nên giải quyết cho nó nhanh gọn lẹ thôi, kiểu vậy á. Anh Luân rất là nhây. Nguyễn Song Luân, Nguyễn Trường Sinh. Lúc đầu em không thể làm việc với anh Luân được. Em là một đứa rất là nghiêm túc. Khi mà em đã bắt đầu set là rất là nghiêm túc. Cảnh nào mà căng thẳng là mặt em sẽ cau cau, là em phải tập trung á. Thứ như lúc bọn em mới đi quay, em là một người rất là khó bắt chuyện với bạn diễn. Anh Luân thì rất là nhây, rất là lanh. Chắc là anh Luân kiểu cũng muốn kiểu hai đứa đùa để cho kiểu thoải mái, kiểu đỡ căng thẳng các thứ. Nhưng mà em bị nghiêm túc quá, lúc đầu em không thể làm việc với nhau được. Nên có một cảnh rất là tiếc, một cảnh rất là khó khi em bắt được quả tang là anh đã có đưa một cái người đó đi khám thai ở bệnh viện. Cảnh khó nhất luôn lại là ngày quay đầu tiên của em mà em không diễn được.
Trời ơi, em tức khi mà không diễn được, mình rất là tức, rất là khó chịu. Xong em mới hẹn anh Luân ra nói chuyện là: anh, bây giờ em mới ngoài Bắc vào, em chưa quen với cách làm việc linh động của mọi người. Em thấy mọi người siêu quá à, mọi người cứ ra ngoài đùa, vào trong lại lấy cảm xúc được ngay. Em không làm được, em là cứ phải tập trung, em cứ phải ngồi yên như này này. Đấy là em đang tính xem mình sẽ đoạn này như nào, nó lên đường dây ở trong đầu. Nên nếu mà những cảnh diễn cùng em, đặc biệt là những cảnh khó, anh hãy kiểu tập trung cùng em nhé, anh hãy giúp em nhé. Hôm nay không diễn được em rất tức, cố lên anh. Cứ thế hai anh em cố lên. Xong anh Lân cũng thấy buồn cười, anh là được rồi. Ok, từ giờ nếu mà những cảnh nào mà diễn cùng em nghiêm túc thì anh cũng sẽ nghiêm túc. Sau đó em có một cái quãng thời gian nghỉ dài, sau đó mới bắt đầu vào phim. Thì bọn em đã hẹn nhau ra ngoài này, đọc kịch bản này, rồi làm việc về tất cả những cái scene mà em thấy khó. Xạo quá mọi người ơi. Đây, hết câu chuyện về Nguyễn Trường Sinh, hết, không còn gì nói nữa. Và cuối cùng, em mong mọi người sẽ cùng em đón xem bộ phim Cây Táo Nửa Hoa trên kênh VChannel HTV2. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.